Dạ mừng mai chiếc chị Bon, xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay em về một cái lô cúc thọ hương phải nói là cực kỳ đẹp luôn nha. Cành nhánh rất là xum xuê, là này chúng ta lấy bầu vô tư luôn cả nhà. Và hôm nay thì phải nói là em có một cái chương trình trơn khách hàng đặc biệt luôn. Giá cực kỳ rẻ, chỉ 65 ngàn thôi cả nhà. 65 ngàn một cây, mà cây nó bự và nó cành nhánh nó như thế này nè cả nhà. Phải nói là quá ok luôn nha. Cây thì đã uống dáng rồi hết luôn ha. Đó, cành nhánh nè cả nhà nhìn nè. Đó, đây. Đó. Giá chỉ có 65 ngàn một cây thôi nha. Lâu lâu nó có một lô em cần thanh lý như thế này nha cả nhà. Đó, cây như thế này nha. Giá chỉ có 65 thôi. 5 cây em bao ship và 10 cây bên em cũng sẽ tặng một cho chúng ta luôn. Đó, cả nhà nhìn thấy phải nói là tuyệt vời luôn nha. Đó. Chỉ 65 ngàn một số cây đã uống dáng lông luôn. Đó, đây là hàng bấm ngọn rồi nè, bắt đầu nhảy nhánh nè, ra rất là nhiều luôn. 65 ngàn một cây thôi cả nhà. 5 cây em bao ship và 10 cây thì bên em sẽ tặng một luôn nha. Đó, cả nhà nhìn thấy cây nè, mê không, xum xuê hết luôn ha. Rồi tiếp tục hàng bên đây nha cả nhà. Hàng bên đây chính là một cái giống, đó chính là lộc phát nha. Đó, cái loại lộc phát này hoa to, rất là to luôn cả nhà, hơn 4 ngón tay em luôn. Cây bên em thì không có cây lớn nha, nó chỉ có như thế này nè cả nhà. Giá là 120 ngàn một cây ha. Đó, có một số cây nó có 1-2 nụ nè, 120 ngàn một cây. Nếu mà lấy 3 cây anh bao ship và 10 cây bên em tặng một nha. Rồi, tiếp tục hàng bên đây. Hàng bên đây chính là giống nữ hoàng kem. Loại này là hoa màu kem nha cả nhà. Nó cây chắc cũng khoảng 2 tấc thôi ha. Giá là 100 ngàn một cây luôn. Rồi, tiếp tục hàng bên đây là hàng siêu bông Sài Gòn ngay cả nhà. Đó, như thế này nha. Giá là 125 ngàn một cây nha. 3 cây em bao ship và 10 cây bên em sẽ tặng một luôn ha. Đây là siêu bông Sài Gòn. Rồi, tiếp tục hàng bên đây. Hàng bên đây chính là hàng giả tự xoắn nha cả nhà. Là giá là 100 ngàn một cây nha. 3 cây em bao ship và 10 cây bên em sẽ tặng một luôn nha cả nhà. Đó ha. Rồi, tiếp tục hàng bên đây chính là một cái giống hàng đôn nè. Hàng đôn nha. Ở đây chính là cúc Tân Châu, loại 24-36 cánh. Loại này cây đôn cho nên là cây rất là cứng cáp nè. Cả nhà nhìn nè, uống dáng lông hết. Cành nhánh nè cả nhà, ha, uống dáng lông nè, cuộn luôn nè ha. Đó. Giá là 100 ngàn một cây. 3 cây em bao ship và 10 cây thì bên em sẽ tặng một luôn nha. Rồi, hàng bên đây là hàng giỡn nhung cả nhà. Giỡn nhung này thì giá là 80 ngàn một cây nha. Rồi, tiếp tục hàng bên đây là hàng cúc đọt xanh nè. Cúc đọt xanh bông chùm. Loại này giá là 100 ngàn một cây nha. 3 cây em bao ship và 10 cây bên em sẽ tặng một luôn nha. Rồi, đi về hướng bên đây sẽ là hai cái loại mai hàng đôn nữa, đó chính là giảo phú tân bông chùm. Đó cả nhà, hàng đôn nha, hàng bấm ngọn rồi, nó chuẩn bị ra nhánh cho nên cả nhà nhìn tròn vo xum xuê luôn nè, uống dáng lông luôn. Giá là 100 ngàn một cây, 3 cây em bao ship và 10 cây em tặng một luôn nha. Rồi, tiếp tục hàng bên đây chính là hàng đại lộc đôn luôn đây cả nhà. Đó, đây, hàng đại lộc đôn là phải nói là cái củ lô này cực kỳ đẹp và liền cốt hết rồi, 100% luôn. Đang ra thêm một cây đọt nữa cả nhà. Nhìn cây nè, rất là đẹp, uống dáng lông luôn nha. Hàng bên em là hàng chất lượng nha cả nhà. Đó, mấy cái bộ đế cũ nè. Đó, cả nhà nhìn thấy ha, rất là đẹp luôn. Rồi, giá là 130 ngàn một cây. 4 cây em bao ship và 10 cây bên em sẽ tặng một luôn nha. Rồi, đó, em về hướng bên đây nha cả nhà. Bên đây chính là giống giảo chuông. Giảo chuông bông chùm nha. Hả, cây lô này rễ đẹp nè. Giá thì là 100 ngàn một cây luôn nha. 3 cây em bao ship, 10 cây em tặng một luôn. Hàng bên đây là hàng cúc tư long. Giá 70 ngàn một cây nha cả nhà. Cây cao tầm khoảng 20-30. Cúc tư long thì mọi người đã biết rồi, hoa to cực đỉnh luôn nha. Đó. Rồi, hàng bên đây chính là hàng cúc bi bông chùm. Loại này á thì cây nó cũng đã uống dáng, nó cũng hàng đôn mà cả nhà, rễ nè. Đó, cây như thế này giá cũng là 100 ngàn một cây nha. Đó. Rồi, tiếp tục hàng bên đây. Hàng bên đây chính là hàng cúc gia định nè. Đó, cúc gia định loại này á là đọt đỏ bông chùm. Đó, giá là 100 ngàn một cây. 3 cây em bao ship, 10 cây em tặng một luôn nha. Rồi, một cái giống bên đây chính là giống giảo nữ hoàng. Loại này thì cái hoa phơm tròn, giống như hôm bữa em có giới thiệu cái loại hoa cả nhà. Cây thì chắc tất tất mấy thôi nha. Giá là 100 ngàn một cây. 3 cây em bao ship, 10 cây em tặng một nha. Rồi, tiếp tục hàng bên đây là hàng cúc Tây Thi nè. Đó, Tây Thi. Đó, đây ha. Rồi, loại này giá 100 ngàn một cây nha. Đó, bên đây là cúc hồng lộc. Đó, bông chùm không nha, bông chùm không. Giá là 100 ngàn luôn nha cả nhà.
Thì tất cả các loại đó thì 3 cây bao ship nha. Hàng bên đây chính là hàng cúc 2 tầng Quỳnh Tấn Phát đây. Loại này thì giá 80 ngàn nha. Đó, 80 ngàn. Bên đây là giả Indo cũng 80 ngàn luôn. Rồi, hàng bên đây là hàng cúc hoàng đế hay còn gọi là cúc nhị đỏ, cúc lá gai. Giá là 100 ngàn. 3 cây em bao ship và 10 cây em tặng một luôn nha. Đó. Rồi, hàng bên đây chính là giả bạch kim đây. Đó, 100 ngàn nha. Loại này vừa chơi hoa vừa chơi lá nha cả nhà. Rồi, hàng bên đây chính là hàng giả nu xù. Đó ha, ghép chỗ nào nu chỗ đó, ghép chỗ nào xù chỗ đó, giá là 100 ngàn luôn. Rồi, hàng bên đây chính là hàng Thủ Đức Đôn nha. Loại này á, thì hàng đôn cả nhà, liền cốt hết đây nè. Đó, cả nhà nhìn thấy ha. Đây, tròn do, cao chắc khoảng 20-25 thôi ha. Giá là 130 nha. Đó, 130, nếu mà chúng ta lấy 4 cây bao ship 10 cây tặng 1 luôn. Hàng bên đây chính là hàng cúc VIP hay còn gọi là cúc chi kỷ nè. Giá 100 ngàn luôn nha. Loại này về lấy bo liền luôn nha cả nhà. Rồi, hàng bên đây là hàng giả siêu nụ bông chùm. À, loại này hàng đôn luôn, uống dáng lông luôn. Rất là đẹp. Giá có 100 ngàn cây thôi cả nhà. À, 4 cây bao ship, 10 cây tặng 1 luôn nha. Rồi bên đây là hàng hoa hồng thanh tú nè. Đó, rất là nhiều giống. Ai thích loại nào thì xin hãy alo bên vườn mai của chiếc chè bông nha cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.